luận thôi. Ví dụ cái cột đầu tiên này thì nó kêu là một số vấn đề phát hiện trong cuộc kiểm toán. Thì ví dụ như là về kết quả hoạt động kinh doanh thì mình thấy kết quả hoạt động kinh doanh công ty có vấn đề gì hay không. Đó, rồi bắt đầu mình liệt kê vấn đề ra, bắt đầu có cái cột là ý kiến phản hồi của kiểm toán viên thì bắt đầu mình phản hồi ý kiến vào. Rồi cái phần mà soát xét của lãnh đạo phòng và soát xét và kết luận của tổng giám đốc á, thì cái này các bạn chỉ cần xem cho cô là đối với vấn đề như vậy của công ty á, thì hiện tại công ty nó đã có hướng xử lý hay giải quyết nào chưa. Các bạn có thể search các thông tin trên mạng hay là trên báo hoặc là trên các báo cáo của công ty á. Ví dụ như là các vấn đề về công ty hiện tại, ví dụ như là năm vừa rồi nó lỗ hơn 200 tỷ chẳng hạn, thì trong báo cáo của công ty hay là các bài báo hay là các bài mà trên mạng đó, thì các bạn coi là công ty nó đã có đề cập đến cái hướng xử lý nào chưa. Nếu có thì các bạn điền vô, còn nếu chưa có thì các bạn thôi các bạn không điền. Còn lại thì các bạn sẽ nêu vấn đề, cái cột đầu tiên là cái cột các bạn nêu vấn đề, và cái cột thứ ba là các bạn sẽ nêu lên ý kiến của kiểm toán viên, tức là ý kiến của mình đó. Mình đang đóng vai trò là kiểm toán viên đó. Rồi các bạn đưa ra ý kiến để đề xuất ở đó thôi. Đó, hiện tại thì nó có khoảng mười mấy cái vấn đề đó. Rồi các bạn làm một cái file tổng hợp này cho cô là được, chỉ cần làm một công ty thôi. Các bạn chọn một công ty để các bạn làm và nhớ ghi ở trên cái khách hàng là công ty gì. Rồi chuẩn bị bởi nhóm nào, ngày bao nhiêu đó, rồi các bạn điền vào mẫu.